Ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023 nè, đó, báo Người Lao Động, ngân hàng đau đầu rao bán tài sản. Rồi đây nữa, chuyên trang Thị Trường Tài Chính có đăng một cái tin nè, nợ xấu tăng chóng mặt, loạt ngân hàng ráo riết thanh lý tài sản thế chấp. Rồi bên đây nữa nè, ngân hàng chật vật thanh lý tài sản đảm bảo nợ xấu nè. Đây, nợ xấu gia tăng, đó, ngân hàng chạy chật thanh lý tài sản đảm bảo là bất động sản. Và đây nữa, ngân hàng ồ ạt thanh lý ô tô xe chở tiền giá trị từ 36 triệu đồng. Quá là trời những cái tin gọi như là thanh lý tài sản trong thời gian này luôn quý cô chú anh chị. Một cái thực trạng mà phải nói rằng là kinh khủng, khủng khiếp đối với ngân hàng. Nợ xấu bủa vây khắp nơi, nợ xấu tăng cao, nơi nào cũng rao bán tài sản. Ở hàng loạt tài sản là rao bán nhưng mà chưa chắc là đã bán được trong thời gian này ha. Nợ xấu tăng cao kỷ lục luôn, tất cả các ngân hàng luôn chứ không phải là một cái ngân hàng đâu ha, quá trời luôn đó. Kinh tế thế này đây, quá buồn. Em xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Trong thời gian qua thì các thông tin nợ xấu nó đang đổ dồn vào phía ngân hàng và hàng loạt các thông tin tiêu cực liên quan đến ngân hàng, như là cái vụ bảo hiểm nhân thọ, cái vụ bà Trương Mỹ Lan và những cái vụ trái phiếu liên quan khác. Phải nói rằng là năm nay là một cái năm tam tai cho ngân hàng rồi. Mọi khó khăn bắt đầu đổ về phía ngân hàng khi mà cái tình hình nợ xấu nó tăng cao và dần mất kiểm soát. Các khoản vay mua bất động sản thì bị quá hạn và nó thậm chí là bị nhảy nhóm nợ cao, khiến cho ngân hàng cũng phải đau đầu luôn. Không chỉ là các khoản vay bất động sản đâu, mà ngoài ra thì các khoản vay tiêu dùng nè, vay kinh doanh khác cũng có những cái dấu hiệu nhảy nhóm rất là cao. Nhiều ngân hàng họ rao bán và đấu giá bất động sản cũng không được vì là giá thanh lý nó chưa hợp lý và cái nhu cầu của người mua thì chưa tương xứng. Ngân hàng hiện nay thì vẫn rao bán thanh lý cái giá trị tài sản nó cao hơn giá trị thực của bất động sản. Ví dụ như trước đây thì ngân hàng định giá một cái tài sản nó nằm khoảng tầm là 1 tỷ đi, thì hiện nay ngân hàng thanh lý tài sản khoảng tầm 800 triệu thôi là vẫn là chưa hợp lý rồi. Tại vì rõ ràng rằng là cái thời điểm sốt nóng á, ngân hàng định giá theo thị trường, giá nó tăng cao. Bây giờ thì giá trị nội tại của cái bất động sản đó nó đã giảm rất là sâu rồi, thậm chí nó giảm còn có 500 triệu thôi. Mà bây giờ ngân hàng đang còn giữ một cái khoản nợ xấu của khách hàng lên đến 800 triệu. Thì ngân hàng thanh lý 800 triệu thì nó cũng vẫn chưa hợp lý. Người mua vẫn cảm thấy là chưa hợp lý, tại vì giá nó vẫn còn rất là cao so với giá trị thực của nó. Nếu như ngân hàng thẩm định và định giá lại thì chắc chắn luôn là cái tài sản đó nó sẽ thấp hơn cái giá trị mà ngân hàng rao bán rất là nhiều. Bây giờ thì kinh tế nó khó khăn, hoạt động kinh doanh thì không ổn định, dòng tiền thì bị đứt gãy và khiến cho vô số các công ty, các xí nghiệp phải giảm năng suất của mình lại, thu gọn cái quy mô lại và cắt giảm nhân sự. Và tệ hơn nữa là tình trạng giải thể doanh nghiệp năm 2023 này là rất là nhiều luôn. Bây giờ nè, tiểu thương họ kinh doanh thì ế, tiền không đủ để mà hoạt động, chi phí thì tăng cao đã góp phần cho cái khoản vay kinh doanh của họ bị nợ xấu nó tăng vọt lên. Bây giờ đã là tháng 12 vào cuối năm 2023 rồi. Nhưng mà mọi năm thì đúng ra là cái dịp này là cái dịp các tuyến phố nó mua sắm đông đúc, chợ búa nó nhộn nhịp, chen chúc nhau. Nhưng mà không, hiện nay thì nó vắng teo. Vào chợ thì vắng vẻ, thua cả cái ngày thường luôn. Bây giờ ngày thường nó còn đông hơn là những cái ngày lễ nữa. Tuyến phố bán quần áo như là Nguyễn Trãi nè, những cái chợ Hạnh Thông Tây nè ở thành phố Hồ Chí Minh đó quý cô chú anh chị, nó cũng giảm người mua hẳn luôn. Mình bây giờ mình buổi tối mình đi thử vào những cái nơi tuyến phố mà mua sắm quần áo thử coi, Nguyễn Trãi nè, chợ Hạnh Thông Tây nè, hay là đường trục đường Cách Mạng tháng 8 cũng vậy. Đặc biệt là các tuyến đường đó, đường Cách Mạng tháng 8 nè, Nguyễn Trãi nè, rất là nhiều các mặt bằng cho thuê luôn, hiện tại là đóng cửa và cho thuê luôn rồi chứ không phải rằng là ít khách nữa. Dịp mua sắm cuối năm nay thời điểm là đúng ra là cái thời điểm để mà kích cầu tiêu dùng. Nhưng mà bây giờ nè, mình mới thấy được cái sự tàn phá của khủng hoảng kinh tế nó khủng khiếp đến mức nào. Và gần đây thì lực lượng cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quân để mà truy quét nồng độ cồn. Thật sự là nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của các quán nhậu luôn. Mình thấy nhiều cái phóng sự, nhiều cái anh mà chủ quán nhậu họ than rất là thấy thương luôn.
đó. Bây giờ thì kinh tế nó khó khăn rồi, đã buôn bán không được rồi, mà bây giờ là nhậu nhẹt người ta còn không dám đi nữa đó. Thế nên là bây giờ là kinh doanh buôn bán mà quán ăn quán nhậu rất là khó. Bây giờ thì tình hình nó khó khăn, ngày càng khó khăn hơn nữa. Dẫu biết rằng là cái đợt truy quét này là nó rất là tốt, nó đảm bảo được an ninh trật tự và giảm đi cái lượng mà tai nạn giao thông, nhưng mà ở đây nó vẫn có sự ảnh hưởng đến thu nhập của các quán xá nhậu nhẹt và ăn uống. Và quay trở lại với cái tình hình nợ xấu hiện nay, thì bên cạnh cái việc mà đốc thúc cho vay để mà kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, thì ngân hàng hiện nay cũng đang ra sức mà thu hồi nợ. Nhiều ngân hàng hiện tại thì họ đang gấp rút thu hồi và đưa ra nhiều các phương án để mà giải quyết cái nợ vay của khách hàng, nhưng mà có vẻ là rất khó để mà hỗ trợ cho người vay trong lúc này. Và khi mà đã hỗ trợ hết mức rồi không được nữa, thì lúc này là cái dấu hiệu là đã đến lúc xử lý các tài sản liên quan tới các khoản vay để mà thu nợ mà thôi. Thế nên thì dạo gần đây có rất là nhiều ngân hàng rao bán tài sản, từ những cái tài sản nhỏ như là xe, sạp chợ, máy móc cho đến là các tòa nhà, các dự án lớn luôn cũng rượt rao bán rầm rộ luôn. Và một khi mà cái khâu xử lý nợ của ngân hàng nó không thành, thì ngân hàng sẽ dần dần chuyển sang là thanh lý để mà thu hồi vốn mà thôi. Và trên thị trường hiện nay thì cũng không khó để mà thấy những cái tin rao bán nhà nó đi kèm với là giá giảm mạnh. Nguyên nhân là nó đều gắn liền với những cái từ như là ngộp ngân hàng nè, ngân hàng thanh lý nè, hoặc là kẹt vốn nè, vân vân và vân vân. Tất cả nó liên quan tới ngân hàng hết. Có những cái thông tin thì nó đúng với thực tế, nhưng mà có những cái thông tin tin rao nó cũng không đúng đâu. Những cái thông tin một số thông tin thì nó lại là dựa vào những cái tình hình ngộp ngân hàng như thế này để mà tạo cái độ hot cho tin rao của họ thôi. Thế nhưng rao thì rao như vậy thôi, nó cũng chẳng có đi đến một cái kết quả gì hết á. Vì cái tâm lý e dè của người mua bây giờ cộng với là cái tình hình tài chính hiện tại nó không ổn định nữa, rất ít ai có thể để ý đến bất động sản trong lúc này. Nói đến nguyên nhân thì có rất là nhiều, nhưng mà không thể không kể đến các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nợ xấu tăng cao như hiện nay. Đó là sự đóng góp công của ngân hàng. Thứ nhất đó là cho vay ồ ạt và vô tội vạ. Cái thời điểm trước đây, mà thời điểm mà ngân hàng họ ồ ạt cho vay trong thời gian mà sốt nóng bất động sản, họ định giá vô căn cứ, cứ theo thị trường, và từ đó nó đẩy lên, đẩy cái giá của thị trường ngày càng cao theo một cái giá ảo. Nó không phản ánh được cái giá trị thật, cho dù là ngân hàng mỗi lần định giá là ngân hàng cũng đã giảm trừ rủi ro trong đó đi khoảng 20-30% rồi. Và cũng chính vì cái lý do này, nó đã làm cho cái thị trường ngày càng ảo hơn, mức giá nó ảo so với thực tế. Và cái lý do này cũng là lý do then chốt trong việc tạo nên những cái bối cảnh nợ xấu như bây giờ. Họ thẩm định hời hợt, họ chạy theo doanh số trong cái thời gian sốt nóng bất động sản. Trước đây nè, thì người đầu tư bất động sản hay là người đi vay, họ hay cứ nghĩ rằng là lỡ mà xảy ra tình huống xấu đi, là nợ xấu đi, thì họ cứ nghĩ rằng là nếu mà xảy ra rủi ro như vậy á, thì họ có thể là hoán đổi bán cái tài sản đó cho bạn bè người thân, hoặc là nhờ bạn bè người thân đứng tên trong ngân hàng vay giùm chẳng hạn. Nhưng mà nay thì khác rồi nha, ngân hàng cũng không dám nhận luôn. Bây giờ thì ngân hàng thử định giá một cái bất động sản là thấp hơn trước rất là nhiều luôn. Bây giờ quý cô chú anh chị và các bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách là bây giờ mình lấy thử một cái tài sản trước đây ngân hàng giá khoảng tầm là 1 tỷ 2 tỷ gì đó đi, bỏ vào ngân hàng cho định giá lại coi. Dám chắc một điều luôn là tài sản bây giờ ngân hàng định giá rất là thấp, thậm chí là còn 50% cái giá trị định giá trước đây mà thôi. Cho nên là ngân hàng bây giờ rất là sợ nhận bất động sản, tại vì giờ bất động sản nhận trong ngân hàng rất là nhiều rồi. Đó, bây giờ thì ngân hàng chỉ có đang tập trung vào cho vay sản xuất kinh doanh mà thôi, chứ còn cho vay mua bất động sản giờ cái tỷ lệ nợ xấu nó tăng quá là cao rồi. Và cũng vì cho vay ồ ạt như thời điểm trước đây, thì bây giờ nè, nhiều lãnh đạo ở ngân hàng, những lãnh đạo phòng kinh doanh cũng đang bị chiếu tướng và kiểm tra nội bộ rất là nhiều để mà rà soát lại các khoản vay trước đây có hỗ trợ cho vay mà làm sai với quy trình hay không. Chính vì thế mới nói rằng là thị trường bây giờ bất động sản ngân hàng không dám ôm nợ vào nữa, ngân hàng bây giờ là không dám ôm cái khoản nợ đó vào thân nữa. Nhiệm vụ bây giờ của ngân hàng là chỉ là xử lý nợ thôi. Khách hàng thực sự có năng lực trả nợ,
đúng mục đích và phương án vay thì mới được hỗ trợ, nhưng mà giải ngân thì giải ngân cho họ nhỏ giọt mà thôi, không giải ngân nhiều. Bất động sản và ngân hàng là hai cái cầu nối, nó luôn luôn đi đôi với nhau, nó tương hỗ và thúc đẩy lẫn nhau. Bất động sản giảm thì ngân hàng nó cũng sẽ giảm theo, và cái rủi ro nó sẽ chuyển đổi từ bất động sản sang ngân hàng là cái yếu tố tất yếu mà thôi. Như chúng ta đã biết thì ngân hàng là một cái đơn vị kinh doanh tiền hợp pháp, nhưng mà hiện nay đa phần ngân hàng nó đang nắm tài sản rất là nhiều. Một khi tài sản nó thanh khoản kém, không có khả năng chuyển đổi thành tiền được á, và giá trị của bất động sản nó giảm, thì ngân hàng cũng sẽ đứng trước cái nguy cơ là bờ vực mất thanh khoản hệ thống. Thế nên là ngân hàng nhà nước bây giờ mới bắt tay vào kiểm tra những cái hoạt động của nhiều ngân hàng yếu kém để mà cải cách, chuyển đổi, thậm chí là sát nhập luôn, sát nhập nhiều ngân hàng lại với nhau luôn. Cái uy tín của ngân hàng là một cái yếu tố nó quyết định đến sự phát triển. Nếu mà ngân hàng nào mà mất uy tín thì dòng tiền dần dần nó sẽ đổ vào ngân hàng khác, hoặc là đổ đi các kênh khác mà thôi. Và trên thực tế thì 2 năm qua, cái lòng tin của người dân vào ngân hàng nó dần dần nó giảm xuống rất là nhiều rồi. Tâm lý tích trữ tài sản nó cũng cao hơn. Có những lúc ngân hàng buộc phải tăng lãi suất một khoảng thời gian để mà thu hút lại nguồn tiền cho mình luôn. Nếu mà ngân hàng nhà nước không kiểm soát trong thời gian đó, họ không chặn trần lãi suất tiền gửi, thì nhiều khi là lãi suất của một vài ngân hàng có thể huy động lên đến 15% luôn cũng nên. Và thực tế cho thấy là cái thời điểm mà đầu năm 2023, cái thời điểm mà lãi suất tăng cao đột biến, lãi tiền gửi của một vài ngân hàng huy động có thể lên đến 13% cơ mà. Thời điểm này thì ngành nghề nào mà kiếm được lợi nhuận hơn 13%? Chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Vì vậy mới nói rằng là 13% thực sự là hấp dẫn, người dân mới lựa chọn gửi tiền vào ngân hàng. Và cho đến hiện nay, ngân hàng nó đã giảm lãi suất rất là sâu rồi, thậm chí là giảm sâu, có nhiều ngân hàng giảm xuống còn khoảng tầm 5-6% tiền huy động thôi. Vì cái nguyên nhân chính là cái dòng tiền nó đổ về ngân hàng quá nhiều rồi, ngân hàng ôm tiền nhiều nhưng lại không cho vay được. Cái dịp cuối năm này cũng khó mà cho vay nữa. Cho nên là cái thời điểm mà đáng ra trong thời điểm này, thời điểm cuối năm, là cái thời điểm có nhiều nhu cầu chi tiêu mua sắm, nhưng mà hiện nay thì mấy ai dám vay tiền để mà ôm nợ vô trong mình đâu. Lãi suất bây giờ thì giảm rất sâu rồi, có ngân hàng giảm về mốc 5% luôn rồi. Tuy vậy thì cái biên độ giữa lãi suất tiền gửi và cái lãi suất tiền vay thì nó lại không thay đổi, nên ngân hàng vẫn có thể sống tốt được trong thời gian này. Và cái chuyện cấp thiết của ngân hàng bây giờ là xử lý nợ xấu mà thôi. Nếu giải quyết được nợ xấu thì ngân hàng sẽ lãi rất là to. Và nói gì thì nói, cho nền kinh tế nó khó khăn đến mức nào đi nữa thì dịp cuối năm chốt sổ cuối năm thì ngân hàng nào cũng chốt lãi đến hàng nghìn tỷ. Nhưng mà cần phải hiểu rằng là cái tình hình bất động sản nó ảm đạm như bây giờ, vay vốn hay là nợ xấu bây giờ, nó cũng một phần là do sự lỏng lẻo ở các khâu cho vay từ trước đây. Họ chạy theo cái xu hướng của thị trường bất động sản trong thời gian trước đây, cộng dồn với là cái nguồn vốn nó đổ dồn về các doanh nghiệp bất động sản quá nhiều rồi. Đổ dồn vào doanh nghiệp bất động sản nè, đổ dồn vào những cái nhà đầu tư bất động sản. Thế cho nên là cái tỷ lệ đổ vốn về đúng người có nhu cầu và những người sử dụng vốn để mà hoạt động sản xuất kinh doanh thì nó rất là ít. Chính vì vậy nó đã tạo nên một cái bối cảnh tồi tệ như hôm nay, nợ ngập tràn luôn. Bây giờ thì người mua bất động sản họ kêu cứu vì là không thoát hàng ra được, thanh khoản nó rất là thấp. Doanh nghiệp thì kêu cứu vì là lãi suất rất là cao, khó tiếp cận được nguồn vốn. Kinh tế thì bất ổn, kinh doanh không được thuận lợi và hiện tại họ phải cắt giảm và giải thể khắp nơi. Còn đối với tiểu thương, những người kinh doanh truyền thống thì đang khốn đốn vì người mua, khách hàng hiện nay đang giảm rất là nhiều. Hàng hóa thì ế ẩm, buôn bán thì rất là chậm. Thì nay nè, đến phía ngân hàng cũng kêu cứu luôn vì nợ xấu tăng cao, vốn thì kẹt, không có mà giải ngân được cho ai hết. Tiền thì đổ vào thị trường bất động sản quá nhiều rồi, bây giờ ngân hàng không dám rót thêm nữa. Và bây giờ ngân hàng cũng phải kêu cứu mà thôi.
Bây giờ những cái khối bê tông nó xuống cấp, những mảnh đất nó hoang vu nay nó đã về tay ngân hàng rồi và cũng không còn đường thoát luôn. Cho dù nhiều nơi đã đấu giá 5 lần 7 lượt, giảm giá rất là nhiều lần rồi nhưng mà đấu giá cũng không thành. Và với cái tình hình khó khăn như hiện nay, nó cứ tiếp diễn như vậy, nó kéo dài, thì cái cuộc sống của người dân sẽ đi về đâu? Bây giờ cơ hội nào cho nhà đầu tư bất động sản, và cơ hội nào cho ngân hàng, và cơ hội nào cho những doanh nghiệp họ có thể động lực để mà họ phát triển tiếp được đây? Thì mời quý cô chú anh chị và các bạn có thể đóng góp thêm ý kiến của mình dưới phần bình luận nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo.